Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 19 đến câu 31. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Có một điều mà chúng ta vẫn thường cầu cho cuộc sống của mình, đó chính là sự bình an. Chúng ta xin ơn bình an trong các lời cầu nguyện, rồi trong các dịp đầu năm hay các dịp lễ, chúng ta cũng cầu chúc nhau được bình an. Bởi vì phải có bình an thì mới có những điều tốt đẹp khác. Có an bình thì sẽ có niềm vui. Có an vui thì mới có an lạc. An cư thì mới lạc nghiệp. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về việc Đức Giêsu đến trao bình an cho các môn đệ. Nhưng ngay trước khi người đến, các môn đệ vẫn còn sống trong một bầu khí bị bao trùm bởi sự sợ hãi. Các ông lo sợ vì thầy của mình vừa chịu chết cách đây không lâu. Các ông lo sợ vì rất có thể mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của người Do Thái. Nỗi sợ ấy đã khiến các ông thu mình lại, không dám ra đi hay hành động gì. Sự sợ hãi đã đóng kín mọi tương quan của các môn đệ Đức Kitô với tha nhân và thế giới bên ngoài. Hình ảnh các cửa đều đóng kín đã nói lên điều đó. Vào chiều ngày hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Nỗi sợ của các môn đệ bắt nguồn từ việc thiếu vắng sự hiện diện của Đức Kitô, Thầy của mình. Vì thế cho nên, khi người xuất hiện, việc đầu tiên người làm chính là ban bình an cho các ông, bình an cho anh em. Sự hiện diện của Đức Giêsu đã thay đổi hoàn toàn thái độ của các môn đệ. Các ông ngay lập tức chuyển từ sợ hãi sang niềm vui. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Niềm vui này chính là niềm vui của những người có Chúa đang hiện diện, niềm vui của kẻ được thấy chiến thắng của tình yêu và sự hiến dâng. Thế nhưng, Đức Giêsu không để các ông cứ ở mãi trong niềm vui ấy. Người muốn các ông phải đem niềm vui ấy đến cho mọi người. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.
Đức Giê-xu trao cho các môn đệ sứ mạng đi san sẻ niềm vui bình an mà chính Người đã đem đến cho nhân loại qua cuộc khổ nạn và phục sinh của mình. Từ nay, nhân loại sẽ không còn bị giam cầm trong ách nặng nề của tội lỗi nữa, nhưng được giải thoát nhờ quyền năng của Đức Giê-xu ban cho các môn đệ. Để anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ tội ai, thì người ấy bị cầm giữ. Tô-ma không có mặt khi Đức Giê-xu hiện đến với các môn đệ. Ông cũng chưa nhận được bình an mà Đức Kitô đã ban tặng vào ngày hôm đó. Có lẽ vì thiếu sự bình an ấy mà Tô-ma cũng thiếu lòng tin. Thế nhưng trong lần kế tiếp khi hiện đến với các môn đệ, Đức Giê-xu lặp lại lời chúc bình an cho anh em. Và lần này Tô-ma cũng có mặt ở đó. Ông đã nhận được bình an và ông đã tin. Sự bình an cần thiết cho những kẻ tin và cả những kẻ không tin. Trong cuộc sống hàng ngày, cũng giống như các môn đệ trong bài tin mừng, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều nỗi sợ. Chúng ta sợ thất bại, sợ bị chê bai, sợ mình bị thiệt thòi hay bị lừa dối, sợ bị liên lụy hay ảnh hưởng đến tha nhân. Chính những nỗi sợ ấy khiến chúng ta thu mình lại, không dám hành động và ra đi phục vụ, giống như các môn đệ đã sợ hãi đến mức phải đóng kín các cửa. Những nỗi sợ cũng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng đóng cửa tâm hồn lại trước những nỗi thống khổ hay nỗi bất hạnh của kẻ khác. Nhưng do đâu mà chúng ta lại sợ? Chúng ta sợ vì chúng ta vẫn chưa có Chúa hiện diện trong mình. Các môn đệ ngày xưa cũng tỏ ra sợ hãi vì cùng lý do này. Cho đến khi sự hiện diện của Chúa đã biến đổi các ông, từ những kẻ sợ hãi, các ông đã trở nên vui mừng. Bởi vì khi có Chúa hiện diện, chúng ta cũng sẽ có được bình an mà Người ban tặng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy vượt qua những nỗi sợ hãi đang cản trở chúng ta rao giảng tin mừng bình an của Đức Kitô, vượt thắng những âu lo làm chúng ta không dám dấn thân, hy sinh và phục vụ. Chủ nhật thứ hai phục sinh cũng là Chủ nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cùng hướng lòng mình lên Đấng giàu lòng thương xót, đã dùng chính cuộc khổ nạn và cái chết của mình để ban ơn cứu độ và bình an cho nhân loại. Theo gương Người, chúng ta cũng hãy yêu thương và san sẻ với mọi người anh em xung quanh mình, cùng làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng một đời sống chân thành, hy sinh, khiêm hạ, để tình yêu và bình an của Thiên Chúa vẫn luôn tiếp tục triển nở trong cuộc sống của chúng ta. Không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin này không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin này không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin này không tin này quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài. Luôn luôn tin yêu là đón nhận tin mừng Chúa, luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân, luôn luôn
luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa, yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm. Dù đời bao tâm tôi cũng vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai tôi vẫn là một đệ Ngài. Trong gai